lý phải bài tập 5, điều khiển 8 led 7 đoạn đến theo yêu cầu. Đầu tiên sẽ là led 1 và led 2, đếm từ 00 cho đến 15. Mỗi lần tăng một giá trị led 7 đến led 8 lên xuống từ 66 cho đến 00. Mỗi lần giảm hai giá trị, các led còn lại hiển thị dấu gạch ở giữa. Đây, và chú ý là việc đếm lên và đếm xuống xảy ra đồng thời và lặp lại theo một chu kỳ. Cái đầu tiên chúng ta chỉ chuẩn bị cái mặt sơ đồ nguyên lý. Ở đây mình có vẽ lên rotor. Mặt nguyên lý thì bao gồm có trục số F887, nút nhấn reset, crystal để ở sử dụng 20mm. Module led 7 đoạn, 8 led. Và nói chung ta có nối bột C với các chân AB, CD, IF, G và DB. Bột D thì sử dụng để quét kết nối với các chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qua các cổng nốt để ta có thể mô phỏng. Thì ở đây led yêu cầu với bài là led 1 và led 2 đếm từ 00 đến 15. Thì ta sẽ quy định led 1 và led 2 ở vị trí hai vị trí này, led 1 và led 2. Sau đó mỗi lần nhấn thì tăng một giá trị, mỗi lần thì nó sẽ tăng một giá trị. Thì ta sẽ quy định là mỗi giây sẽ tăng một giá trị, tăng từ 00 đến 15. Sau đó sẽ lặp lại theo chu kỳ là 00 đến 15 tiếp theo. Led 7 và led 8 đếm xuống từ 66 đến 0. Ở đây sẽ là led 7 và led 8, hai led cuối cùng đếm từ 26 về 0. Ngược lại thì ở giữa sẽ là các dấu gạch, ở giữa chúng ta sẽ là các dấu gạch. Ở đây chúng ta tiếp theo sẽ tiến hành vẽ khu đồ cho đề bài này. Lưu đồ chúng ta sẽ có đầu tiên sẽ là khai báo thư viện, có mạng và tiếng. Chúng ta sẽ viết cái chữ thằng con và cấu hình chân. Tiếp theo chúng ta sẽ gắn các ba bảy đoạn và miếng thẳng miếng dạng. Còn cái mạng thư viện thì gọi cái chương trình của chương trình con hiển thị trên module. Sau đó là sẽ có cái biến tăng này còn là tăng lên một đơn vị như đề bài. Đề bài là tăng lên một giá trị, còn biến dạng thấy cái biến dạng là sẽ cộng lần hai, nghĩa là giảm hai giá trị. Bài chúng ta là đếm xuống từ 60 đến 126 đến 00, giảm 2 giá không để chúng ta có thể giới hạn được tăng này đến từ 00 cho đến 15. Điều lớn hơn 15, điều này đúng, chúng ta sẽ gắn cái tăng này bằng 0 để bắt đầu kỳ đếm lại từ 0 đến 15. Nếu người sai chúng ta sẽ thành sâu sắc nếu mà biến hay không, ta sẽ cho biến giảm này về là 26, ta gắn 26 cho biến giảm này. Nếu hai điều kiện này sai, ta sẽ quay trở lại hiển thị, gắn cái giá trị tăng và giảm sau khi đã cộng và biến giảm trừ đi hai giá trị để hiển thị lại. Đây nếu mà cứ biến, nếu là đúng
Thì ta ngoại tiếp tục so sánh với lại cái biến giảm, xem nó có biến không, biến giảm biến không, người ta tương tự nghe 26 cho biến giảm mình sai là biến hành. Quay trở lại gắn giá trị mới vào dữ liệu hiển thị và những người hiển thị, đều lại vòng lọc mới, thì đó ta sẽ có được chu kỳ hiển thị S1 với 2 sáng từ 0 cho đến 15 đến 7 đến 8 đến từ 26 đến 0. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hành record cho bài này. Cái chương trình này đầu tiên là họ sẽ khai báo thư viện sử dụng delay 20 với single log là 20 mê, khai báo cái mạng dữ liệu thì như ta đã nói 8 phần tử, thì ở đây chúng ta sẽ ta cho 8 phần tử ở đây đều là dấu gạch, nghĩa là không biết bf, không biết bf. Sau đó chúng ta sẽ đón một cái mạng là mã bảy họ chứa 10 phần tử, đây là từ số 0 cho đến số 9. Người ta sẽ sử dụng cái mạng này để tạo cái mã bảy đoạn mà sau nó xuất ra lớp quyết. Đây chúng ta còn ba biến, đó là biến tăng, biến giảm và biến quyết. Đầu tiên chúng ta sẽ gắn cái biến tăng này bằng 0, biến giảm thì bằng 26 để cho ba biến này có giá trị đồ, và biến quyết, quyết thì dùng cho duy nhìn con chương trình hiển thị. Trong này sử dụng hai biến, đó là y và v. Thì v ở đây sẽ là số lòng quét ở đây, quét ban đầu chúng ta sẽ cho là không ít f y, tương đương với nó sẽ là 1 1 1 1 1 0 1. Ta sẽ cho là for y từ 0 đến y biến 8, đó là quét qua 8 lít thì a d là quét A bút là 1D, các bạn biết không biết tiếp gì. Sau đó A bút là 1C là giá trị, giá trị của dữ liệu hiển thị tại Y. Sau đó delay 4 mili giây, và A bút 1C để chống lên là giá trị không biết ghép để tắt con led đó đi. Sau đó ta dịch trái, dịch trái led, dịch trái cái led biến quét còn thêm một đấy này. Ở đây ban đầu không ít FE nó sẽ là 1 1 1 0, sau khi ta dịch trái nên là hiển thị lên đầu tiên, vẫn đã dịch tháng còn thêm một là số 0 sẽ dịch vào trong, số 0 sẽ dịch vào trong, số 0 sẽ dịch vào trong còn thêm một. Đó là chương trình thì chương trình con như vậy. Nếu đến nó sẽ vào comment thì nó sẽ cấu thành chân cái chiếc buộc xe và D là vẫn ra 1 x 0 0. Ta sẽ lần lượt gắn các giá trị của dữ liệu thị F1 sẽ là hàng đơn vị, hàng đơn vị của biến tăng sẽ chứa cái mã bài đoạn của hàng đơn vị biến tăng F0 chứa mã bài đoạn hàng chục, hàng chục của biến tăng với số 7, với số 7 còn dữ liệu thì thứ 7 sẽ là chứa mã bài đoạn của hàng đơn vị của biến giảm, từ thứ 6 sẽ là hàng chục mã bài đoạn hàng chục của biến giảm. Rồi đó chúng ta sẽ gọi cho mình coi thì tiếp theo, sau khi hiển thị xong thì ta sẽ cho biến tăng cộng lên một đơn vị, biến giảm lên 2 đơn vị. Ta sẽ so sánh biến tăng
Nếu cái nặng lớn mình nói mình tăng chỉ chuyện gì bằng không cái không và tăng nếu giảm này biết không thì gắn 26 còn giảm và kết thúc. Chúng ta kiểm tra lỗi cho chương trình chúng ta không có lỗi. Chúng ta hành điểm nhập chương trình này vào mô phỏng. Thì đây, chú ý là anh chúng ta sử dụng 20 mb. Sau đó một giây nó sẽ tăng lên đến từ 0 cho đến bên S1, S2 đến từ 0 cho đến 15 và bên S7, S8 thì đến từ 26 và 0 mỗi lần giảm 2 giá trị. Bài tập đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi.